là đơn vị chủ lực cơ động của bộ đứng chân trên, trên địa bàn miền Đông Nam Bộ. Công tác sẵn sàng chiến đấu luôn được quân đoàn 4 đặt lên hàng đầu và nhiệm vụ này được đơn vị đặc biệt tăng cường trong các dịp lễ dịp Tết. Trên thao trường bãi tập, những người lính quân đoàn 4 vẫn âm thầm làm nhiệm vụ, tăng cường luyện tập và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu nhằm đảm bảo an toàn cho các mục tiêu đảm nhiệm. Ghi nhận tại sư đoàn 9 của đoàn 4 trong dịp Tết Dương lịch 2020 vừa qua. Ngay khi có tín hiệu chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 4, trung đoàn 2 nhanh chóng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Chiến sĩ Trần Gia Bách và đồng đội đã từng tham gia nhiều buổi luyện tập của đơn vị, nhưng huấn luyện thực hiện nhiệm vụ trong dịp nghỉ Tết Dương lịch đối với mỗi người lại có cảm xúc riêng. Khi thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết, chúng tôi đã có sự chuẩn bị chú đáo về cả tinh thần, vật chất và vũ khí trang bị đây là nhiệm vụ quan trọng để giúp người dân thành phố đón Tết được yên vui, nên dù lần đầu thực hiện sẵn sàng chiến đấu, dịp Tết thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ trong dịp Tết, các đơn vị của Sư đoàn 9 đã tăng cường luyện tập, nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu từ sở chỉ huy đến các phân đội, đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị về vật chất, vũ khí trang bị và duy trì nghiêm nền nếp, tác phong công tác để đơn vị luôn chủ động trong mọi điều kiện, quyết tâm bảo vệ bình yên cho người dân thành phố mang tên bác đón Tết vui xuân. Chúng tôi luôn duy trì nghiêm các chế độ, các ca kiếp trực, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến và trực chuyên môn, duy trì các tổ tuần tra canh gác và xác định là cao điểm những ngày Tết là chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy và sẵn sàng là giải quyết các tình huống xảy ra trong các dịp lễ Tết. Sư đoàn đã có cái chỉ thị và các cái mệnh lệnh hướng dẫn cho các đơn vị về cái trực sẵn sàng chiến đấu. Thứ nhất là về bảo đảm về cái tổ chức biên chế về quân số, vũ khí trang bị. Cái thứ hai là tiến hành là tổ chức về cái luyện tập thực hiện các cái phương án. Và thứ ba là tiến hành tổ chức à, à, hoàn thành các cái nhiệm vụ tức là kết hợp giữa cái nhiệm vụ là huấn luyện và kết hợp những cái nhiệm vụ là tổ chức bảo đảm cho trực thì chúng tôi là làm trong cái các cái thời điểm trong đặc biệt là trong thời điểm hiện nay chủ động nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu trong ngày đầu tiên của năm mới sẽ là động lực để cán bộ chiến sĩ sư đoàn 9 thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.